Có nghĩa là rất có thể là nó mới với lại con người. Nhưng đối với lại thiên nhiên á, thì có thể nó đã tồn tại lâu rồi. Nó tồn tại lâu ở đâu? Thì có thể nó có trong động vật, ví dụ như là cái con vật gì đó. Thì về nguyên tắc của virus á, thì nó cũng khá giống như là những loại vật mà chúng ta thấy ở thiên nhiên. Có nghĩa là cái con virus này nó chỉ sống ở vùng đó thôi. Ví dụ như là cái dòng mà virus mà gây viêm não đó, thì như nó Nhật Bản thì nó nằm ở cái vùng châu Á, nhưng mà có những con virus nó rất là giống với viêm não Nhật Bản nhưng nằm ở châu Mỹ. Ví dụ như con sốt vàng nó cũng là đặc thù nằm ở châu Phi, nhưng mà cái dòng họ của nó cũng tương đương với lại cái con viêm não Nhật Bản, nhưng mà nó lại không có chạy tới cái vùng như Việt Nam được, mà nó chỉ nằm ở châu Phi. Ví dụ như bên Mỹ nó cũng có những cái con virus. Mình ví dụ cái đơn giản mà chúng ta biết nhiều đó, thì nó là như vậy. Có nghĩa là có những con virus nó chỉ sống ở vùng đó thôi, và bên cạnh đó là có những con virus nó chỉ gây bệnh ở cái loài nào đó thôi, chứ không phải là nó có thể nhảy qua nhảy lại được. Ví dụ như là cái hồi xưa giờ mình thấy nhiều nhất đó, mình bàn nhiều nhất đó là con cúm gà. Thì con cúm gà nó cũng chỉ sống ở con gà thôi, và nó rất khó là tự nhiên nó nhảy vô người mình. Muốn nhảy vô người mình để gây bệnh cho mình á, thì nó đòi hỏi là một cái lượng rất là lớn, có nghĩa là mình tiếp xúc rất là gần với là con gà bị cúm, và cái lượng virus đó nó nhảy vô người rất là nhiều, thì nó mới gây ra cái bệnh cúm gà ở người. Tuy nhiên sau một thời gian mà nó phát triển giao lưu giữa con virus này với con virus kia đó, trong đó có thể là một vài người bị lây một con virus từ động vật, sau đó họ tự ổn định. Bởi con virus từ động vật đó nó tiếp xúc với con virus trong người mình, nó giao thoa với nhau, từ từ nó sinh ra một con virus mới. Thì đó là một cái lực rất là tự nhiên. Ví dụ là chúng ta biết là con virus cúm H1N1 mà năm 2009 đó, thì nó đã hình thành cái mối giao thoa đó cũng gần 20 năm. Có nghĩa là từ năm 1990 là nó đã có cái đó rồi, do người mình bây giờ sống rất là gần với lại thiên nhiên, rất là lại nhiều sinh vật khác, thì con virus nó cũng tiếp xúc với nhau và nó giao thoa với nhau, và từ 20 năm sau thì nó hình thành ra một con virus mới như vậy. Vậy con virus mới H1N1 2009 đó, lúc đó nó cũng gây đại dịch. Là lý do tại sao? Bởi vì tất cả mọi người trên thế giới đều không có một tí miễn dịch như nó. Và đặc thù của virus cúm H1N1 2009 thì nó lây rất là nhanh, chắc chúng ta biết rồi. Tương tự như vậy thì coronavirus nó cũng có hai dòng, có hai dòng. Cái dòng người ta gọi chuyên môn sâu hơn á, người ta gọi là H-corona. H có nghĩa là human, human là con người, có nghĩa là nó lây bệnh ở người thôi. Và con virus đó nó không phải là mình mới biết nó đây đâu. Mình mới biết nó đây chẳng qua là mình cái dòng của virus corona mình mới biết đây chẳng qua là từ năm 1960 60 đó. Thì các nhà khoa học corona trong sách vở đó thì nó có hai dòng, một dòng là H-corona, nghĩa là human corona. Human corona có nghĩa là corona mà chỉ có lệnh trên người đó. Mà con virus corona này đó có thể nó có rất lâu rồi, có thể nó có từ khi có động vật không. Nhưng mà khi mà nó con người mà phát triển á, thì người ta phải tìm hiểu cho được những cái tác nhân gây bệnh nó đường hô hấp. Thì vào năm 1960 đó thì người ta cấy ra được cái con corona này. Cái corona này khi mình cấy ra đó thì mình sẽ thấy là nó cái khi mình so với kính hiển vi điện tử thì mình thấy chung quanh nó có những cái vần hào quang giống như là vương miện đó. Cho nên người ta đặt là corona. Nhưng mà 60 đó thì người ta cũng phân tích ra được ba bốn con gì đó, tôi không nhớ chính xác, bởi vì nó không có quan trọng lắm đối với con người. Bên cạnh đó thì người ta cũng biết được là cái người ta nghiên cứu biết là cái con corona này này nó rất là nhiều cái nhiều dòng khác, và nó chỉ lây gây bệnh ở động vật có vú cho tới hiện nay đó, động vật có vú và các loài chim thôi, và nó có rất là nhiều cái dòng khác. Và bởi vì con người nếu mình sống độc lập với người mình không tiếp xúc với động vật khác á, thì có lẽ là mình chỉ bị hai cái con corona, ba bốn con corona mà human corona thôi. Tuy nhiên do cái nhu cầu đi lại này, do nhu cầu du lịch, do nhu cầu ăn uống, con người tiếp xúc rất nhiều các loài động vật khác nhau, thì trong cái động vật đó nó cũng có nhiễm corona, corona của nó chứ không phải corona của mình. Thì corona của nó nếu mà nó nhảy vô mình bình thường á thì có thể mình sẽ tự thải ra. Tuy nhiên nếu mà mình tiếp xúc nó quá gần, ví dụ như là bên 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 Trung Đông hiện nay nó từ con lạc đà đó, thì con lạc đà mình tiếp xúc nó rất là gần thì nó lại lây mình, thậm chí là người ta hít những cái alo không, tôi vào Zoom rồi đó.
Không, thấy rồi đó, gõ đúng rồi đó. Thì có lẽ là mình sẽ bên kia họ like thì mấy anh chị có thể qua đường bên bên kia ha. Tuy nhiên cuối cùng tôi sẽ nói thêm cho mấy anh chị biết sâu về cái cá tính của cái con virus. Thì mình nói về cái con virus mà hoang dại như vậy đó, thì khi mà mình đầu tiên á, đầu tiên là hồi xưa chúng ta bị con sạc á, thì cũng là như vậy thôi, do chính cái động vật hoang dã đó nó lây sang. Và trong cái vòng xoay của động vật hoang dã nó rất là nhiều nhiều thứ, nhưng mà hiện nay người ta đang kết kết cho cái con dơi là nhiều nhất. Con dơi nó cũng là một loại động vật có vú, thì nó có bị con corona đó. Và chúng ta nhớ là những cái con động vật á, nó rất là mạnh, nó bị cái con virus đó nhưng mà nó vẫn tồn tại bình thường, nó không có bệnh gì hết. Đặc biệt là con chim mà khi nó bị H5N1, nhưng mà nó lại lây cho cái dòng khác, nó lây cho cái dòng động vật của nó. Có nghĩa là cái chu kỳ đó nó cứ lây cho nhau thôi, và khi nó lây một lúc nào đó nó nhảy qua người, nó nhảy qua người, nó muốn gây bệnh cho người á, thì nó tùy theo cái mức độ nhiều hay ít. Nếu nhiều thì nó sẽ làm viêm phổi luôn nha. Nhưng mà khi nó bay vô người như vậy á, thì nó phải thay đổi dần cái cấu trúc của nó để nó phù hợp với người. Phù hợp với người để làm gì? Nó có thể chui vô tế bào, không phải gây bệnh viêm phổi, viêm đường hấp không, mà nó phải nhân được lên trong tế bào của con người. Nó muốn nhân lên trong người mười thì nó phải thay đổi. Mục tiêu của nó là gì? Nó nhân trên tế bào của người để nó phát tán ra môi trường quanh. Thì cái bản năng sống của con virus hay là vi khuẩn là như vậy, nó cần phải phát tán ra môi trường quanh. Một điều may mắn cho tới hiện nay theo hiểu biết của tôi đó là nó muốn lây được từ người sang người thì nó phải thay đổi, và nó phải thay đổi thì nó phải giống như những cái con virus mà human corona mà chúng đã từng biết. Có nghĩa là tốc độ lây lan, quy luật sinh học, quy luật đối với môi trường nó phải tương đối giống nhau. Nếu nó lây vô một con người mà đánh chết người đó luôn thì làm sao có thể phát tán được virus được, tại vì cơ thể sống, tế bào sống thì nó mới nhân lên được. Cho nên chắc chắn nó sẽ có một số người cái tình trạng bệnh nó sẽ giảm đi, cho nên cũng không có lấy gì làm lạ khi con H1N1 2009 nó hoàn toàn là biến thể mới, nhưng nó không thể giết hết tất cả người bị nhiễm cả, nó cũng lọc ra những người yếu, những người mạnh, và cơ địa là chính. Cho tới hiện nay thì theo báo cáo của những ca tử vong chúng ta biết được á, thì nó vẫn là người rất là nặng. Bản chất họ có bệnh nền, bản chất họ có một cái bệnh tiềm tàng sẵn, hoặc là họ có một cái tình trạng suy giảm miễn dịch, thì điều đó cho tới hiện nay nó không thay đổi. Và nếu như vậy thì nó sẽ rất là giống với cúm, nó cực kỳ giống với cúm. Cho nên chúng ta có rối lên đi nữa chúng ta không thay đổi tình thế, chúng ta phải cùng nhau tìm cách chặn càng tốt, càng càng nhiều càng tốt. Tôi không nghĩ là y tế Việt Nam cố tình giấu giếm để làm gì. Tôi cũng tham gia rất nhiều cuộc họp, trong đó cái thời mà cúm hay là chính đó, tôi với lại thầy Tịnh Hiền, anh Tịnh Hiền cũng đi, cũng một số người ở bên y tế đi dọc suốt hết để mà tìm hiểu về nó, rồi cũng cuối cùng nó cũng qua. Và rõ ràng là hiện nay thì người ta cũng đã chế được vaccine đó. Sở dĩ con corona mà người ta không tìm hiểu về nó nhiều, về môi trường và sâu xa về cái cấu trúc của nó đó, bởi vì nó không, trước tới giờ vấn đề lây bệnh của nó không phải là quan trọng. Biểu hiện lâm sàng và tính nặng của nó ai cũng biết hết, chỉ có con virus nào mà nó lây bệnh quá trầm trọng thì người ta mới bàn cái chuyện đó. Rõ ràng là cúm, người ta chế vaccine. Bên cạnh con virus đường hô hấp corona đó, chúng ta còn rất là nhiều con virus mà chúng ta cần phải lưu ý, ví dụ như là RSV, một gánh nặng rất lớn đối với trẻ em. Và hiện nay ta cũng nghiên cứu nhiều, ta cũng muốn là phải làm sao đó để cho vaccine, chưa chưa làm được. Những con virus sâu xa hồi xưa tới giờ người ta đã làm rất là lâu, cái gì virus sởi chẳng hạn, nó cũng là một con virus mà lây qua đường hô hấp, nó còn lây ghê gớm hơn. Là bây giờ chúng ta hay bàn với nhau là corona là một một người lây cho mấy người á, con virus sởi một người nó lây cho 9-10 người đó. Cho nên người ta mới chế vaccine. Cho nên nếu corona là một cái gánh nặng hồi xưa tới giờ, chắc chắn người ta sẽ chế vaccine. Bây giờ này cho thấy là gì, cái con mệt mà chúng ta nghe gọi là siêu hấp cấp mà từ Trung Đông á, chúng ta nghe rồi đó, thì hiện nay họ có khuynh hướng chế vaccine, bởi vì con mệt này nó không thể cắt đường được. Nếu con lạc đà mà cắt đi thì cái dân Trung Đông họ đi cái gì, cho nó vẫn còn tồn tại. Cho nên người ta đang muốn chế vaccine con mệt, tuy nhiên chế không không bắt được, không lẽ chỉ có dân Trung Đông mà chích thôi. Cho tới hiện nay dù là vào năm 2000,
2015 chúng ta cũng rất là rối khi là thấy là mở nó lây toàn bộ ở, ở Hàn Quốc, một số khu vực trong cái bệnh viện đó cũng có người tử vong đó. Người ta cũng rất là rối, nhưng mà bây giờ người ta hiểu về nó thì ta không thể nói. Cho nên một cái hiện tượng mới xảy ra thì tất cả cùng phải làm, tất cả cùng phải làm, chứ không riêng một ai á. Nếu mình bàn, nếu mình bàn sâu hơn về virus, tôi nghĩ cũng chả thể làm gì. Đối với người dân thì cũng chả thể làm gì, người ta chỉ cần biết một cái kiến thức cơ bản thôi, là cách phòng ngừa thôi. Còn chúng ta là, tôi đang nói đây là những người mà mình làm mình chuyên môn bác sĩ, mình cũng nên tìm hiểu. Rồi mình là cái người chuyên về nhiễm nhi, với bên nhóm bên kia mình làm livestream, sẵn có thời gian thì tôi cũng nói luôn ha. Thì cho nên bây giờ nhiệm vụ của mình là người dân thì mình cũng hiểu là cái chuyện mà bình tĩnh là trên hết, bình tĩnh là trên hết. Còn nếu mình nhà khoa học thì mình cũng phải tìm hiểu để làm sao đưa ra một cái quyết định tương đối nó hợp lý và trong tầm tay của mình, chứ không phải mình la làng lên, mình không biết phương pháp, mình chưa biết gì hết, mình lại la làng lên, người ta càng rối thêm. Tuy nhiên tới đâu mình hay tới đó, có nghĩa là nếu nó có một cái gì đó thay đổi thì chúng ta phải làm. Tôi nghĩ là y tế Việt Nam á, là tới đây là phải làm như vậy thôi, không có thể làm hơn được. Chúng ta đừng mong là chúng ta bây giờ chúng ta làm đủ thứ trên đời hết để mà chặn nó. Nếu đúng như nó có một cái cá tính trở thành một cái con corona sinh học bình thường, human corona, thì nó sẽ là như vậy, nó sẽ là như vậy. Ngoại trừ trường hợp, điều này tôi không mong muốn, cái con đó tự người ta chế ra. Tuy nhiên người ta chế ra cũng không thể nào thay đổi được cái cá tính tự nhiên của nó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn cái gì thì muốn, cũng phải hết sức bình tĩnh. Hiện nay là trên thông tin đại chúng, người ta cộng đồng mạng á, tôi hồi xưa tôi không có theo dõi nhiều lắm như vậy đâu, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà trong vòng tuần này đó là tôi lúc nào cũng có theo dõi để tôi nghe ngóng thêm là cái người ta đó muốn nói cái gì với lại cộng đồng mạng. Có những người rất là bâng quơ, nói làm cho người ta rối thêm. Có những người vì trách nhiệm với lại cộng đồng ha, nói ra để cho dân an tâm. Tôi thuộc cái nhóm là nếu tôi thấy cái điều đó ảnh hưởng tới toàn dân, ảnh hưởng tới người dân, thì chắc chắn là tôi sẽ phải đưa ra những cái comment, những cái thông tin để làm sao cho tất cả mọi người để hiểu đúng về cái vấn đề này. Các bạn có thể không biết được cái nỗi ám ảnh của nhân viên y tế khi mà có dịch bệnh. Những dịch bệnh rất là thông thường, ví dụ như sởi hay là viêm não Nhật Bản hay là tay chân miệng, là một gánh nặng rất là lớn. Tuy nhiên nếu mà một cái gánh nặng đối với cái bệnh mà nó lây mà nó rất là mới đó, thì rõ ràng nó càng nặng hơn. Cái gì không thể hiểu được vào những năm 2003 ở bên Sạc thì chúng ta biết rồi, nhưng mà may mắn là chỉ ở miền Bắc thôi. Còn 2003-04 về cúm gà thì dân y tế rất là căng thẳng. Tôi một Tết cũng phải vô trong đó. Tuy nhiên tôi đã đọc rất là kỹ về cái chuyện cúm gà, tôi biết là cái này nó chưa thể lây từ người sang người được. Thành ra lúc nào tôi cũng trấn an đàn em của mình. Rồi mình chỉ biết là cúm 2009 toàn bộ ngành y tế, toàn bộ người trực tiếp chăm sóc đã đổ hết lực lượng ra. Chúng ta phải làm việc rất là nhiều thứ để rồi sau đó chúng ta nghĩ rằng à thì ra nó là thế, thì ra nó là thế. Cái ban đầu chúng ta làm cho H1N1 hay là 9 nó cũng rất giống như bây giờ, nhưng hồi đó nó kinh khủng hơn, số lượng ca nó tăng rất là nhanh và gần như là toàn bộ lực lượng đổ ra hết, làm cách ly. Và cái sự cách ly đó nó đòi hỏi người dân phải hợp tác, nó đòi hỏi những người xung quanh phải hợp tác. Cho nên cái chuyện mà một người mà Trung Quốc họ đe dọa thì cái thời 2009 cũng bị đe dọa rồi. Nhưng vấn đề mình giải thích làm sao cho họ hiểu, nếu bất đồng ngôn ngữ thì chịu thôi. Còn đối với người Việt Nam thì có chính sách, có pháp luật đàng hoàng. Và hiện nay theo tôi Corona 2019 mà gọi là đặt tên là Vũ Hán, anh là Corona đó, thì cái tên đó nó được sử dụng giống như là cúm. Cúm người ta đặt tên là năm xuất hiện, xuất hiện từ đâu ban đầu đó, và nó có cái tên sau đó nữa. Thì con này người ta cũng sẽ cố gắng đặt theo hướng đó thôi. Ví dụ là N Corona Vũ Hán 2019. Nếu sau này con Corona nó nhiều như vậy, người ta nghiên cứu nhiều như vậy, thì người ta cũng mới tính đến vaccine, chứ còn hiện nay là chưa. Cho nên mình quay lại cái vấn đề là với cái tình hình cách ly như vậy
trung tâm hết sức bình tĩnh. Các bạn nghe là 50 mấy ca, nó còn rối lên. 50 mấy ca là gì? 50 mấy ca đó là nhiệm vụ của y tế phải làm. Nhiệm vụ của y tế phải làm. Bởi vì sao? Chúng ta không thể nhìn được biết cái người này là có bệnh hay không, có mang mầm bệnh không. Nhưng nếu người này đi từ vùng đó về mà họ mắc bệnh, mà họ sốt, thì như ngành tế chúng tôi bắt buộc phải nghĩ là nếu không may người này có mang virus này mà đi ra ngoài thì hậu quả nó sẽ nhiều hơn là cấp người này lại một chỗ nào đó để làm xét nghiệm. Tất cả đều là như vậy thôi. Cho nên có 100 người cách ly hay là 1.000 người cách ly thì nó cũng giống như vậy thôi. Mà hiện nay chúng ta chỉ chưa tới 70 người. Và chúng ta đã giải quyết được 23 người. Thì có nghĩa là gì? Những người đó ban đầu lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ rằng đó là một người có thể, chứ không phải là chắc chắn. Cho nên mình nghĩ thấy 50 mấy người đó chỉ bình thường. Lúc trước anh chị biết là khi mà mới cách ly bệnh cúm gà hay là H1N1 2009 nó kinh khủng như vậy, người không có phòng để mà ở, thậm chí là 2-3 phòng luôn. 2-3 phòng lúc đó vẫn là cách ly ra một người xét nghiệm rồi một người chưa xét nghiệm. Cho nên hiện nay chúng ta vấn đề này là vấn đề rất sức là đại khái, và tôi nghĩ là cái chuyện này sẽ còn tiếp tục. Cho nên chúng ta quan trọng nhất là chúng ta nghe con số nào đó chúng ta phải phân tích cho rất là rõ và mức độ ảnh hưởng như thế nào, tại sao người ta làm như vậy. Ngành y tế là như vậy có sướng gì đâu, đúng không? Ngay cả khoa tôi bây giờ cũng đang làm để một cái phòng chống, trong khi không phải lúc nào nó cũng như phòng, thậm chí là không phải một phòng chống mà có khả năng là một phòng chống tiếp theo chỉ mình nhân đi, tất cả đều sẵn sàng cả. Để làm gì? Chỉ để làm giữ lại những người nghi ngờ thôi, những em bé nghi ngờ thôi. Cho nên chúng ta thấy là hôm qua hôm kia gì đó có một em bé chạy dương như đồng hai, cuối cùng nó không phải. Thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh, chúng ta nghe cái thông tin đó. Và cái con số này chắc chắn là phải tăng. Con số nào chúng ta cần biết? Chúng ta cần biết ở nước ngoài, ở Trung Quốc bao nhiêu đó thì cũng bình thường thôi. Chúng ta cần biết con số tại Việt Nam. Và tôi không nghĩ là ngành y tế Việt Nam giấu con số đây làm cái gì. Tại hiện nay nó là vấn đề của toàn quốc. Chúng ta có hiểu về con virus này về sinh học như thế nào đi nữa, cách sống của nó, cách lan truyền của nó có giống như cái con cơ bản hay không, thì chúng ta cũng phải làm. Chứ không phải là chúng ta nói bây giờ nó theo sách thì nó hơi 15 độ thì nó yếu lắm, mở cửa là vô. Nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Chúng ta cũng phải làm là gì? Có nghĩa là chúng ta tìm cho ra được cái người dương tính thật với con virus đó, để giữ họ lại, chữa họ lại, để cho họ đừng có lây thêm. Mấy chị không biết được là, các bạn không biết được là hai cái người đó, hai cái người Trung Quốc, hai cái người Trung Quốc đó, thì ngành y tế dự phòng phải làm rất nhiều, chứ không phải như mình nhìn đâu. Người ta phải lập cả một cái danh sách, theo dõi những người đó, khuyên những người đó như thế nào. Ngành y tế dự phòng phải đi theo hai cha con đó, hỏi người ta đã đi từ đâu tới đâu, để đánh giá và tiếp tục theo dõi. Chứ không phải là bây giờ mình thấy chỉ đăng lên như vậy rồi mình đi tìm hiểu hai có thể làm cái gì, sống chết làm sao, để làm cái gì, đúng không? Cho nên hiện nay hai người đó, theo tôi biết được, thì người con sức khỏe cực kỳ tốt và người cha cũng đang ổn định. Và tôi không hiểu được, có một tờ báo nói rằng tình trạng sức khỏe của người cha cần phải thở oxy. Cái đó cũng bình thường thôi, một lý hô hấp thì thở oxy bình thường thôi. Ban đầu thì có thể thở oxy, mặc cái ông cha này nè, ông có một bệnh nền. Bệnh nền thì đương nhiên ngay cả bây giờ bệnh nền mà viêm hấp thường cũng phải cần phải cho người ta thở oxy chứ. Thì mình đánh giá cái chuyện đó, mà nó cũng không lạ gì với cái chuyện là chúng ta đã từng nghe bên Trung Quốc như thế nào. Và chúng ta cũng đã biết được hiện nay báo chí về khoa học họ đã đưa ra rất là nhiều rồi, là đối tượng nào nguy hiểm, đối tượng nào không nguy hiểm. Cho nên bản thân của mình tất cả mọi thứ đều phải bình tĩnh, không cách nào khác được. Có lẽ là bây giờ tôi sẽ nhường lại cho bên chị Dung nha. Rồi chị Dung có thể, chị Dung có nghe không? Chị Dung có nghe không? Alo? Có lẽ là chị Dung chưa chuẩn bị xong. Thì nếu mà các bạn muốn hỏi cái gì đó thì tôi sẽ nói. Tại vì tôi đang tìm hiểu coi cái bình luận này nó như thế nào.
Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ, tôi không 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 có coi được cái bình luận mấy câu hỏi của các bạn á, trong khi chờ chị Dung chị đang phát bên đó, thì tôi nói như thế này nha. Có rất nhiều câu hỏi chúng ta đặt ra. Bây giờ là chúng ta có chơi với người Trung Quốc đi ngoài đường không? Chúng ta có chơi với Trung Quốc đi ngoài đường Điều đó cũng rất là khó nói. Nếu họ vô đây chơi 14 ngày thì kệ họ, tại vì nguyên tắc là nó đã kết thúc cái thời gian của bệnh rồi. Cho nên bây giờ mình thấy một người Trung Quốc mà tự nhiên họ bị cái gì đó, mình phải hỏi là họ ở đây bao lâu rồi, đúng không? Họ từ vùng dịch trong 14 ngày thì mình bàn cái chuyện là bây giờ nguy cơ của họ như thế nào. Nếu họ chơi 14 ngày thì kệ họ,